để cho em mất xỉu luôn. Thế là sau lúc thất tình này bây giờ là rút ra kinh nghiệm gì sau với thằng này hả? Sau lúc thất tình này thì sao em không thấy này nữa? Thế là sao sẽ như thế nào? Là sao em sẽ yêu chân thành tử tế. Em còn đi chỉnh nữa không? Đi chỉnh nữa không? 5-6 tháng em đi chỉnh một lần. À sao đâu? Ôi thế thì bí á, bí chết à. Thế bây giờ phải như nào? Giờ em sẽ mua dưa chuột để em trải nghiệm. À. Này, thế mua dưa chuột và xong rồi lên máy dùng à? Hả? Sao thật lớp thế? Sao thử gấp thế? Hằng. Cái sở đổ này không phải là trường hợp này đâu. Hằng ơi. Dạ. Thế bây giờ em mở mắt lên nhìn chị nào. Say quá không mở được. Thế bây giờ, thế tất nhiên bây giờ chị phải rửa bát đúng không? Giờ chị rửa bát đi. Cứ say quá không rửa được. Còn anh thì sao? Còn anh thì đi về. Thế anh không được lên ngủ với em à? Còn anh thì một là anh lên ngủ với em, hai là anh đi về, ba là anh đi rửa bát cho em. Ừ. 4 là anh ngủ với em. Ừ. 5 là em ngủ luôn à? 5 là em ngủ với anh. 5 thì em ngủ với anh. 6 là em ôm anh. Ừ. 7 là em chỉnh anh. 8 là em hôn anh. 9 là em bút chì. 10 thì